mày không biết tao đi tập gym à? Đù LNH tập gym tại nhà. Thằng thằng Huy nó cần cay, nó cần mạnh lắm mày. Thằng nào? Không, này giờ Huy đang nói chuyện bình thường mà. Không bình thường mà. Chỗ nó cay nó bất cứ. Ê đừng bẹ mày. Ờ mày nghe chưa? Thua. Nam ơi, đã đến lúc rồi. Chết mày. Á mày hài mày. Không. Tao phức. Mày bị thua. Còn cứu được không? Đã đến lúc rồi. Không. Kia bao bút này giờ không được. Tao sẽ xuống voi. Tí cho quay. Quay clip cho xem. Tao không biết ám bú rồi. Release it, I don't biết. Thầy lúc rồi. Đã đến lúc rồi, anh luôn ghét hai mà. Đã đến lúc luôn ghét tỉa môi. I made answer battle. Fuck man. Mày cười vậy. Thôi mày cười vậy. Và anh luôn ghét, thôi bị hài luôn. Là bà coi đi. Mày nghĩ mày làm được là mày hài hả? Đủ má. Tao bình thường mà, tao đang cười mà. Tao cần gì mà quay cần cười. Tao đùa ơi. Man, mày Nugget này giờ bao bút không được luôn kìa. Thôi bị hài, coi đi. Má Nugget hơi bị hài luôn. Tao nhìn cái tiếng, tao nhìn cái tiếng, tao biết rồi. Má, chú hề, giờ mới được lần đầu tiên nè. Đéo cho vô đâu. Cái gì vậy? Má như cái lỗ nhịp. Đù mẹ combo nhanh hết. Má nhìn. Đã đến lúc mà đưa em. Đã đến lúc thành chú thuê rồi. Đù. Thành công rồi đó. Win đi. Chấp. Kèo này đẹp xin lỗi đâu. Giỡn. Super kìa. Giỡn á. Chơi vậy xin lỗi đồng hoàng. Sao không tự nhận là super nữa. Bad wish FVD. Đù. Hết hồn quá. Jump scare à. Đừng drop ngay trước mặt. Mày chỉ biết nó là chùm dung sợi cây Việt Nam à? Thằng này non rồi. Non gì? Nè dự. Má anh đi kiểu cay nhìn hài mà. Á đù. Cô công mày sắc có ngày Nugget gay. Đù. Mày. Ba không rồi, đừng. Mày không biết tao là tự mà đăng đi Huy chỉ đăng cái khúc xin lỗi kia thôi. Còn Huy thua là Nugget tự đăng đi, không có biết gì hết. Chị đăng mà đăng quay mà. Ok đủ mask cầu mong mà sụp. Cầu mong sụp gì mày? Sụp gì mà sụp gì hả? Mày sụp gì hả? Sụp gì mà sụp gì hả? Mày sụp gì hả? Mày sụp gì? No. Còn chút xíu nữa là thắng thôi. Đúng mà, tao bảo đã đến lúc rồi mà chưa nghe câu đấy à? Đù, đã đến lúc rồi kìa. Van de kỹ năng. À, nhầm. Đây gây cứng thì ăn táo. Con gà bị tức. Ê, đừng, bình tĩnh, đủ mang lồn này. Ok. Chờ tí, để tắt clip rồi. Em xin lỗi anh Nút. Alo, em là LNH, em xin lỗi anh Nút vì đã đụng má dịp mẹ. Nói sao nó lại đi. Không quên rồi. Xin lỗi xong rồi nhận là xúc vật. Xin lỗi vì em là LNH, em xin lỗi anh Nút bởi vì em là xúc vật. Okay, cảm ơn.